Cô chào các em. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ học về hình học. Nội dung bài học gồm bài 7 định lý Pythagore và bài 8 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Cô nhắc lại một chút về tam giác vuông. Trong tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông là cạnh huyền, hai cạnh còn lại gọi là cạnh góc vuông. Ở hình vẽ trên, ta có cạnh huyền là cạnh C, hai cạnh góc vuông là A và B. Tiếp theo, để tìm hiểu về định lý Pythagore, các em thực hành bài tập sau đây. Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm, đo độ dài cạnh huyền. Kết quả đo được độ dài cạnh huyền là 5cm. Vậy ta thấy, nếu tam giác vuông có độ dài hai cạnh kia là 3cm và 4cm, thì độ dài cạnh huyền là 5cm. Các em có nhận xét gì về độ dài ba cạnh của tam giác vuông trên? Ta thấy 5 bình phương bằng 25, 3 bình phương cộng 4 bình phương cũng bằng 25. Vậy 5 bình phương bằng 3 bình phương cộng 4 bình phương. Từ đây ta rút ra nhận xét. Trong tam giác vuông, bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Với tam giác vuông ở hình trên, ta có hệ thức sau. C bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương. Nhà toán học Pythagore, ông đã chứng minh điều này từ nhiều thế kỷ trước. Và ta thừa nhận định lý Pythagore như sau. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Áp dụng định lý Pythagore để giải bài tập sau. Tìm độ dài x trên hình vẽ 124-125. Quan sát hình 124, ta thấy tam giác ABC vuông tại B. Vậy thì để tìm độ dài x, ta cần xác định hai điều. Điều thứ nhất, cạnh huyền của tam giác vuông là cạnh nào? Điều thứ hai, viết ra được hệ thức của định lý Pythagore. Vậy thì với hình 124, ta thấy cạnh huyền là cạnh AC. Và hệ thức của định lý Pythagore là AC bình phương bằng AB bình phương cộng BC bình phương. Bài làm của ta như sau. Tam giác ABC vuông tại B. Suy ra AC bình phương bằng AB bình phương cộng BC bình phương. Từ đó suy ra AB bình phương bằng AC bình phương trừ BC bình phương. Thay số vào đây, ta tính được AB sẽ bằng 6. Tương tự hình 124, ở hình 125, ta cũng cần xác định cạnh huyền của tam giác vuông và hệ thức của định lý Pythagore. Thì với tam giác DAF vuông tại D, cạnh huyền sẽ là cạnh EF và hệ thức là EF bình phương bằng DE bình phương cộng DF bình phương. Các em điền tiếp vào chỗ trống để ta có được bài làm. Dựa vào định lý Pythagore, ta có thể tìm được độ dài cạnh của tam giác vuông. Vậy đặt vấn đề ngược lại. Nếu một tam giác có bình phương một cạnh
bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại, thì tam giác đó có phải là tam giác vuông không? Ngay thực hành bài tập sau, vẽ tam giác ABC có cạnh AB bằng 3cm, cạnh AC bằng 4cm, cạnh BC bằng 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC. Kết quả đo góc BAC, góc BAC có số đo bằng 90 độ. Vậy tam giác ABC là một tam giác vuông. Ta thấy một tam giác có độ dài ba cạnh là 3cm, 4cm và 5cm là một tam giác vuông. Vậy độ dài ba cạnh của tam giác này có sự liên quan gì? Các em hãy tính và so sánh BC bình phương và AB bình phương cộng AC bình phương. Ta có BC bình phương sẽ bằng 5 bình phương là bằng 25. AB bình phương cộng AC bình phương sẽ bằng 3 bình phương cộng 4 bình phương và kết quả cũng bằng 25. Vậy từ đây ta có kết luận BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Nhà toán học Pythagore đã chứng minh được điều đó. Và ta thừa nhận định lý Pythagore đảo như sau. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia, thì tam giác đó là tam giác vuông. Nếu tam giác ABC có BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương, thì tam giác ABC vuông tại A. Các em thực hiện bài tập sau. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là câu A 6cm, 8cm và 10cm, câu B 4cm, 5cm và 6cm. Tam giác nào là tam giác vuông trong các độ dài cho trên? Để biết tam giác nào ở trên là tam giác vuông, ta áp dụng định lý Pythagore đạo. Vậy ta cần tính bình phương của cạnh dài nhất và tính tổng các bình phương của hai cạnh còn lại, sau đó để so sánh chúng. Ở câu A, cạnh dài nhất là 10cm và hai cạnh còn lại là 6cm và 8cm. Vậy ta có 6 bình phương cộng 8 bình phương bằng 36 cộng 84 bằng 100, 10 bình phương bằng 100. Từ đó suy ra 6 bình phương cộng 8 bình phương bằng 10 bình phương. Vậy tam giác có 3 cạnh 6cm, 8cm và 10cm là một tam giác vuông. Tương tự ở câu B, để xét xem độ dài ba cạnh đó có phải là ba cạnh của tam giác vuông hay không, ta vẫn áp dụng định lý Pythagore đạo. Và trong câu này cạnh dài nhất là 6cm, hai cạnh còn lại là 4cm và 5cm. Vậy ta thực hiện tính 4 bình phương cộng 5 bình phương bằng 16 cộng 25 bằng 41, 6 bình phương bằng 36. Từ đó suy ra 4 bình phương cộng 5 bình phương không bằng 6 bình phương. Vậy tam giác có 3 cạnh 4cm, 5cm, 6cm không là tam giác vuông. Tóm lại, nếu tam giác ABC vuông tại A thì BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Đảo lại, nếu tam giác ABC có BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương thì tam giác ABC tại A. Bài tập tiếp theo là bài 53 trang 131. Các em tìm độ dài x trên các hình sau.
có ba hình ABC. Chúng ta thực hiện hình A. Quan sát hình A, ta thấy tam giác ở hình A là một tam giác vuông. Vậy để tìm độ dài x, ta áp dụng định lý Pythagore. Và trong tam giác vuông trên thì cạnh hiền sẽ là x. Vậy hệ thức Pythagore sẽ là x bình phương bằng 12 bình phương cộng 5 bình phương. Từ đó ta tìm được x bình phương. Sau khi tìm được x bình phương rồi thì các em tiếp tục tìm x. Tương tự ở câu B, tam giác vuông ở câu B có cạnh huyền là x. Về áp dụng định lý Pythagore, ta có x bình phương bằng 1 bình phương cộng 2 bình phương. Các em tiếp tục thực hiện để tìm x bình phương, sau đó tìm x. Câu C tương tự. Tam giác vuông ở câu C có cạnh huyền là 29. Vậy áp dụng định lý Pythagore, ta có 29 bình phương bằng x bình phương cộng 21 bình phương. Suy ra x bình phương bằng 29 bình phương trừ 21 bình phương. Các em tiếp tục thực hiện để tìm x bình phương, sau đó tìm x. Và kết quả của ba câu ABC như sau. Câu A, x bằng 13. Ở câu B, x bằng căn bậc 2 của 5. Ở câu C, x bằng 20. Bài tập tiếp theo là bài 60 trang 133. Cho tam giác ABC nhọn, kẻ AH vuông góc với BC, H thuộc BC. Cho cạnh AB bằng 13 cm, cạnh AH bằng 12 cm, cạnh HC bằng 16 cm. Các em hãy tính cạnh AC và cạnh BC. Quan sát hình vẽ, ta thấy để tính cạnh AC, ta nên chọn tam giác vuông có cạnh AC. Và tam giác vuông có cạnh AC ta chọn là tam giác ACH vuông tại H. Áp dụng định lý Pythagore, ta có AC bình phương bằng AH bình phương cộng HC bình phương. Các em tiếp tục thay số để tính AC bình phương. Sau đó các em tính tiếp cạnh AC. Tiếp theo, để tính cạnh BC. Trên hình vẽ, để chọn tam giác vuông có cạnh BC thì ta thấy không có tam giác vuông có cạnh BC. Nhưng để tìm cạnh BC thì ta sẽ tìm cạnh HB. Vì ở cạnh HB ta chọn được tam giác vuông là AHB vuông tại H. Vậy áp dụng định lý Pythagore cho tam giác AHB vuông tại H, ta có AB bình phương bằng AH bình phương cộng HB bình phương. Từ đó suy ra HB bình phương bằng AB bình phương trừ AH bình phương. Em tiếp tục tính HB bình phương, sau đó tính HB. Và kết quả, ta có AC bằng 20 cm, HB bằng 5 cm. Và để tính được BC thì ta sẽ có BC bằng BH cộng HC, vì ba điểm BHC thẳng hàng. Các em tiếp tục thay số và tính BC. Kết quả BC bằng 21 cm. Trên thực tế, có những việc khi thực hiện, chúng ta phải có những tính toán, cân nhắc để đạt kết quả tốt. Và khi đó, áp dụng toán học vào thực tiễn sẽ giúp chúng ta thực hiện công việc dễ dàng hơn. Chúng ta tìm hiểu bài 58 trang 132. Số vui. Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không?
Quan sát hình vẽ, ta thấy chiều cao trần nhà là 21 dm, tủ có kích thước 20 dm và 4 dm. Vậy khi dựng tủ thẳng đứng có vướng trần nhà không? Cần dựa vào số liệu nào? Nếu dựa vào chiều cao tủ 20 dm và chiều cao trần nhà 21 dm, ta thấy kết quả đơn giản quá, nghi ngờ kết quả không đúng. Vậy thực hành quan sát một chiếc tủ. Thực hành quan sát dựng một chiếc tủ, ta thấy khi đó kết quả phụ thuộc vào đường chéo của tủ và chiều cao của trần nhà. Vậy ta phải tính đường chéo tủ. Muốn tính đường chéo của tủ thì phải làm sao? Vì góc tủ là góc vuông, nên ta có thể áp dụng định lý Pythagore để tính cạnh tam giác vuông. Rồi D là đường chéo của tủ, H là chiều cao của trần nhà. Ta có D bình phương bằng 20 bình phương cộng 4 bình phương bằng 416. Suy ra D bằng căn bậc 2 của 416. H bình phương bằng 21 bình phương bằng 441. Suy ra H bằng căn bậc 2 của 441. Từ đó suy ra D bé hơn H. Như vậy, khi anh Nam dựng tủ, tủ không bị vướng vào trần nhà. Tóm lại, qua bài tập trên ta thấy định lý Pythagore gần gũi hơn với cuộc sống, và đó là một trong những ứng dụng thực tế của toán học vào đời sống.